Bữa nay là ngày 15 tây tháng 11 năm 2022 và thời điểm cuối nửa tháng 11 cũng như là thời điểm cuối năm. Và với năm nay anh chị thì tình hình kinh tế anh chị ai cũng biết rồi, khá là ảm đạm. Và anh chị mình khi mà mua xe thì cũng cân nhắc rất là nhiều. Vì thế thì bên em mình hiện tại đang có cái chương trình khuyến mãi áp dụng từ nửa tháng 11 đổ đi cho anh chị mình, rất là hấp dẫn để giúp anh chị mình tối ưu hóa được cái chi phí mua xe, cũng như là có những cái gói công ty tài chính hỗ trợ cho anh chị mình với cái mức trả trước thấp nhất có thể để anh chị mình dễ dàng sở hữu được những cái mẫu xe Suzuki. Và đối với những cái mẫu xe như là Ertiga hay là XL7 anh chị, thì cái mức trả trước đó, tối thiểu chưa đến 100 triệu là anh chị mình đã nhận xe rồi. Đó thì chi tiết anh chị mình hãy xem hết video này nhé. Chào mừng tất cả anh chị đã đến với kênh của em Minh Suzuki Đồng Hiệp Long An. Rồi, đang đứng nghe Ertiga thì thôi báo giá cho anh chị mình Ertiga luôn. Ertiga Hybrid thì được bán ra với hai phiên bản, số sàn và số tự động anh chị. Và trước mắt anh chị mình đây đang là phiên bản số sàn màu trắng. Và cái video mà đánh giá chi tiết cũng như là so sánh về mặt option hơn kém giữa phiên bản số sàn và phiên bản số tự động thì em đã làm rất là nhiều rồi. Anh chị nếu mà ai có tham khảo thì hãy vào kênh của em và tìm kiếm lại những cái video cũ để mình xem. Và trong cái video này thì em chỉ báo giá tổng hợp cộng với những cái chương trình khuyến mãi và cái chương trình trả góp cực kỳ hấp dẫn của anh em trong tháng 11 này thôi. Đó. Rồi, đối với phiên bản Ertiga số sàn này thì với giá niêm yết là 539 triệu anh chị, 539 triệu đồng. Đó, đang được khuyến mãi giảm giá 10 triệu đồng. Và thêm rất là nhiều cái quà tặng phụ kiện nữa. Và từng trường hợp anh chị khách hàng với từng cái nhu cầu sử dụng khác nhau thì bên em sẽ có những cái quà tặng để cho nó phù hợp và nó tối ưu hóa nhất với cái nhu cầu sử dụng của anh chị. Và với những cái quà tặng đó thì anh chị mình vui lòng liên hệ trực tiếp với mình để được đội ngũ sale bên em cũng như là em tư vấn với anh chị mình với cái nhu cầu sử dụng sát sao nhất có thể. Dạ. Rồi sau khi trừ khuyến mãi và cộng vào cái chi phí lăn bánh thì Ertiga Hybrid phiên bản số sàn này thì lăn bánh tỉnh chỉ còn có 590 triệu thôi anh chị. 590 triệu thôi. Và lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh là 610 triệu. Đối với anh chị ở tỉnh thì anh chị mình chỉ cần trả trước giúp em tối thiểu 70 triệu đồng là có thể đem xe về chạy. Và đối với những anh chị mình đăng ký biển số thành phố Hồ Chí Minh thì trả trước tối thiểu giúp em 90 triệu đồng thì có thể đem xe về chạy. Đó, đây là một cái mức trả trước thấp nhất chưa từng có từ trước đến nay, mà hiện tại thì hầu như là chỉ có đại lý Suzuki Đồng Hiệp bên em Minh có thể áp dụng được cái chương trình này cho anh chị vào tại thời điểm này. Nên anh chị ai đang có nhu cầu mua xe thì hãy cân nhắc thật là kỹ và hãy liên hệ cho em Minh sớm nhất có thể, để với cái số tiền thấp nhất thấp như thế này anh chị mình vẫn có thể sở hữu được một cái mẫu xe 7 chỗ, xe mới đàng hoàng. Đó, rồi. Và tiếp theo thì em sẽ mời anh chị mình đến với cái phiên bản AT. Đó là phiên bản MT anh chị. Phiên bản AT thì nó nằm ở phía bên đây. Hồi nãy là phiên bản AT, phiên bản MT màu trắng, thì bây giờ mình lại có đây là phiên bản AT màu đỏ. Thì hai cái màu trắng và màu đỏ này thì hầu như là hai cái màu chủ đạo của những cái dòng xe Suzuki và đặc biệt là những cái dòng xe 7 chỗ luôn anh chị. Đó. Và với cái phiên bản số tự động này thì với giá niêm yết là 609 triệu đồng. Và chương trình khuyến mãi thì cũng giảm ngay cho anh chị mình 10 triệu đồng cộng những cái phần quà tặng và phụ kiện rất hấp dẫn, cũng giống y chang như là số sàn, thì nó sẽ phù hợp với từng cái nhu cầu sử dụng của từng anh chị mình. Dạ, rồi sau khi trừ khuyến mãi và cộng vào những cái chi phí lăn bánh thì đối với Ertiga phiên bản số tự động này thì lăn bánh tại tỉnh là 667 triệu và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 687 triệu. Và đối với anh chị mình ở tỉnh thì anh chị mình chỉ cần trả trước tối thiểu giúp em 85 triệu đồng là anh chị mình đã nhận xe rồi. Và ở thành phố Hồ Chí Minh là 105 triệu đồng là nhận xe. Đây là một cái mức mà trả trước tối thiểu thấp nhất của hệ thống đại lý Suzuki tính tới thời điểm bây giờ. Nếu mà ở những đại lý khác á, thì đối với cái mẫu xe này thì anh chị mình phải trả trước tối thiểu đâu đó khoảng tầm 170-180 triệu. Nhưng mà ở chỗ em Minh hiện tại chỉ tầm 85 triệu cho anh chị mình ở tỉnh và 105 triệu cho anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì đã sở hữu được cái mẫu xe này rồi anh chị. Đó, chương trình cực kỳ hấp dẫn đúng không anh chị? Dạ, thì đó là những cái báo giá và những cái khoản trả trước của Ertiga. Thì tiếp tục em mời anh chị mình đến với XL7 nhé. Dạ đây, XL7 đây anh chị. XL7 đây thì bên em đang trưng bày một cái xe màu cam. Với mẫu xe XL7 này thì được bán ra vẫn với hai phiên bản giống Ertiga. Một là phiên bản tiêu chuẩn và hai là phiên bản cao cấp, là phiên bản Sport Limited.
thì phiên bản tiêu chuẩn với giá niêm yết là 599.900.000 đồng đang được giảm giá, cũng giảm 10 triệu đồng luôn chị, và cũng có một số quà tặng và phụ kiện hấp dẫn giống y chang như Ertiga luôn. Và sau khi trừ khuyến mãi cộng vào những cái chi phí giảm giá thì XL7 phiên bản tiêu chuẩn hiện tại lăn bánh tỉnh đang là 655 triệu, và lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh là 675 triệu. Và với cái mức giá lăn bánh như trên thì khi mà lăn bánh ở tỉnh thì anh chị mình chỉ cần trả trước tối thiểu giúp em thấp nhất 80 triệu là anh chị mình đã nhận xe rồi. Còn đối với anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì chuẩn bị giúp em 100 triệu tròn là anh chị mình sẽ nhận được cái mẫu xe XL7 phiên bản tiêu chuẩn đem về chạy. Đó. Còn những phần còn lại thì bên em sẽ tư vấn góp cho anh chị mình hàng tháng bao nhiêu và lãi suất bao nhiêu. Thì anh chị những phần đó thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp giúp em. Đó. Rồi ngoài phiên bản tiêu chuẩn này ra thì mình sẽ còn một phiên bản nữa là phiên bản Sport Limited. Thì phiên bản Sport Limited thì sau khi cộng cái chi phí lăn bánh vào với cái giá niêm yết là 639,9 triệu thì lăn bánh tỉnh sẽ là 710 triệu và lăn bánh thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 730 triệu anh chị. Và trả trước ở tỉnh thì phiên bản Sport Limited anh chị mình chỉ cần trả trước giúp em 100 triệu là mình nhận xe. Còn ở phiên ở lăn bánh thành phố Hồ Chí Minh thì anh chị mình chỉ cần trả trước giúp em là 120 triệu là nhận xe. Đó. Và cái phiên bản Sport Limited đó, thì nhà máy họ không có khuyến mãi hỗ trợ gì, nhưng mà đại lý bên em vẫn có những cái phần quà tặng, phụ kiện hoặc là bảo hiểm để hỗ trợ anh chị mình, dễ giúp anh chị mình tối ưu hóa cái chi phí mua xe. Đó thì đó là cái báo giá của em update cho anh chị mình tại thời điểm 15 tây tháng 11, cũng như là những cái chương trình khuyến mãi bên đại lý bên em, và đặc biệt là cái chương trình hỗ trợ tài chính với cái mức giá trả trước cực kỳ thấp như thế này. Thì đây cũng là một cái mức giá mà giúp anh chị mình dễ tiếp cận với những cái mẫu xe Suzuki bên em, và đặc biệt là những cái dòng xe 7 chỗ. Đó, xe mới mà anh chị mình chỉ cần trả trước đâu đó khoảng 7-80 triệu là đã nhận xe rồi. Đó thì chi tiết anh chị mình hãy vui lòng liên hệ ngay cho em Minh với số hotline trên góc màn hình để em Minh cũng như là đội ngũ tư vấn bán hàng bên em có thể tư vấn đến anh chị mình rõ hơn, chi tiết hơn về cái chương trình này. Đó, anh chị mua xe nhé, gọi cho em nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp tất cả anh chị trong những cái video tiếp theo ạ.